Em xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem video trên kênh Thước Đo Nhật Bản nha. Hôm nay là thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2023. Video này được phát vào lúc 19 giờ nha mọi người. Hôm nay thì em quay hơi trễ tí xíu nên mọi người thông cảm nha. Cũng như mọi ngày ha, mọi người mua hàng vui lòng gọi số điện thoại của em 0961063939, em tên là Trực nha. Rồi mọi người có thể gọi điện thoại nè, gọi Zalo hoặc nhắn tin Zalo nha. Cái phần nhắn tin đó thì mọi người nhắn tin Zalo giúp em, tại vì SMS á em không có thể trả lời được, cái điện thoại nó không có nhắn trả lời được á, trả lời báo lỗi không à, nên là mọi người thông cảm. Nếu mà còn hàng thì em sẽ gọi lại cho mọi người luôn nha. Nếu mà mọi người nhắn tin thì em sẽ gọi lại cho mọi người chứ em không thể trả lời. Rồi cái tiền hàng thì hôm nay á em bán, hôm nay là ai mà mua mà chuyển khoản thì em bao ship nha. Đó, với cái đơn hàng từ 300.000 trở lên nha, chuyển khoản thì bao ship. Tại vì có những cái đơn hàng chỉ lời mấy chục ngàn thì bao ship sẽ không có lãi, nên là những cái đơn hàng mà từ 300.000 trở lên nha thì chuyển khoản bao ship. Rồi. Mã số 1 ở đây, quay sơ một chút xíu cho mọi người xem. Ở đây thì có là chip nè, hôm nay em có chip mũi khoan, đồng hồ so, ban me, thước cặp, mấy cái cán nối, cán lót, rồi mâm cặp 6 chấu Victor, một cái đế từ ha, rồi mấy cái hộp pin vai, rồi một bộ đá mài ha, sữa đá ha, sữa đá thay biên dạng. Rồi mã số 1 đầu tiên ở đây em có là mấy bịch chip nha. Thì ở đây là chip D11 một mặt nha. D11 một mặt, ở đây em chỉ có 11 viên nè. Rồi tiếp theo là cái này thì nó nhiều loại nha. Cái này là D11 hai mặt. Cái này là một mặt nè. Một mặt thì cái chip nó hơi nghiêng nè mọi người thấy không? Cái này hai mặt là nó vuông, nó đứng cạnh ha. Chip này là đẹp hết nha. Lựa lại hết rồi, không có con nào mẻ góc hết. Đó. 25 con chip D11 hai mặt ha, xài 4 góc. Rồi cái chip này là chip V16 nha. 58 con V16. Cái loại này là hạt nhẹ thì mình tiện tinh nha, tiện tinh thép. Chip nhẹ, hạt nhẹ nha, hạt nhẹ. Tiện tinh. V16 58 viên. Đó, cái này là em lựa là hết rồi nè. Chip D15 hôm bữa còn sót lại 25 viên ha. Rồi T16. T16 sẽ rảnh, ở trong này nó có hai mặt nha, thì nó có mấy cái này là người ta sử dụng rồi thì cái đầu nó bị đen nè. Đó. 45 viên. Đó. Trong này có một viên W8 với là một viên chip chạy ren nữa đó. Rồi một cái bịch phế này vẫn sử dụng được nha. Mấy cái chip này thì chip lướt còn sử dụng, góc còn ok, chưa có mẻ. Còn cái chip cái bịch phế này nè, bịch phế này là nó có mẻ góc, nhưng cái này là tận dụng nha. Cái này thì bỏ kèm tặng cho mọi người thôi, chứ cái này không có tính là bán nha. Đó, em chỉ tính tiền mấy con này ra giá tiền này thôi. Đó, một bịch này tầm hơn 100 con. Thì có những con á, người ta sẽ mài cái đầu nè, như con này nè, người ta mài cái góc này cho nó nhọn ra nè. Đó, người thấy không? Cái này là dấu mài chứ không phải dấu mẻ đâu. Đó, này, như con này nè, người ta cũng mài nè. Thì con này ba góc nó còn đẹp nha. Đó, nhưng mà có một góc mà người ta mài đi thì bỏ chung vào đây luôn, chứ không có tính là giá bán ha. Đó, có những con thì nó bị mẻ một chút xíu góc cái này nè, còn cái góc bên này vẫn xài được. R0.8 thì trong này là R0.8, R0.4 ha. Đó, một bịch phế này là đa số là con nào cũng có một góc, hai góc, ba góc rồi sử dụng được nha. Đó, chứ không phải là bỏ đi đâu. Cái này thì mọi người về dùng tận dụng, tiện vẫn ngon nha. Đó, nếu mà tiện nhỏ nhỏ tiện về tới Tết chưa hết bịch này nữa. Đó, tận dụng nhưng mà còn xài được nha. Rồi ở trong này thì tầm 150 con chip á, là 1.2 triệu nha. Mấy bịch chip này luôn 1.2 triệu. Đó. Tại vì hôm nay quay trễ nên là sẽ quay nhanh chút xíu nha. Đó, con V16 này
tiện tinh rất là ngon. Rồi tiếp theo là một bịch mũi khoan. Bịch mũi khoan này nó cũng khá là nhiều mũi, 500.000 một bịch như vậy nha mọi người nha. 2 nè, 4 nè, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 cây. Với 3 cây này đã là 46 cây. Đó thì trong này là mũi bự bự đều đều không à. 8.0 nè. Đó. Này là 10.5 nè. Khoan taro ha. 10.2. Mấy cây mà tròn đầu này phải đo. 10.2. 6.4, 6.5, 8.0. Đó, 40 mấy cây như vậy 500 ngàn nha mọi người nha. Đa số đều sử dụng được, ở trong này nhỏ nhỏ tầm giữ em đi. Giữ em đi. 3.2 ha, 3.2 là nhỏ nhất. Lớn nhất là 10.6 ha. Đó, thì nó đều đều những cái size như là 6, 7, 8 đến 10 thì nhiều nha, nên là cái số cây nó sẽ ít đi. Và một bọc như vậy là 500 ngàn. Đó, cái này cũng quy ra ký nha mọi người nha. Đó, những cái mũi nhỏ này thì đi bây giờ đi ra ngoài mua giá nó cũng khá là cao rồi. À, tính bằng tính ký tính tiền thôi, 500 ngàn một bịch như vậy nha. Rồi cái mã số 3 là ở đây em có một cái đồng hồ so của MiTuTuYo, đồng hồ so 2046S, hoạt động thì nhẹ nhàng nha, êm ái. Cái mặt kính thì nó có bị rạn một cái nứt một cái đường ở đây nè đó, mọi người nhìn nghiêng thì thấy nó rõ hơn ha. Đó, đồng hồ khoảng đo là 0 đến 10 mm, mặt lưng nó có cái tay mà người ta cắt mất rồi. Đó, mình sẽ sử dụng, mình siết vào cái cốt này ha, gá vào cốt này để mình sử dụng. Khoảng đo là 0 đến 10 mm, cái độ chính xác là 0.01 nha, 200 ngàn một cái mã số 3. Cho cái mặt kính nó nứt nên là bán cho mọi người về dùng nha, 200 ngàn. Mã số 4. Mã số 4 và mã số 5 là hai cây thước banh me 0 đến 25, 250 ngàn một cây. Đầu tiên là mã số 4 trước. Đó. Cây banh me thì khá là nhẹ nha. Đó. Cũ nhưng mà vạch số đều rõ nét nha. Đó, không có ảnh hưởng gì hết, vẫn dùng phà luôn nha mọi người nha. Không đến 25 MiTuTuYo 250.000 một cây. Mã số 5 cũng vậy luôn, 250.000 một cây. Đó. Nếu mà mọi người mua 2 cây hoặc mua đơn hàng từ 300.000 trở lên thì em mới bao ship nha. Đó, chuyển khoản thì bao ship. Một cách dễ dàng để mình vệ sinh hai cái đầu đo là mình bỏ một tờ giấy sạch vào giữa này nè. Mình siết hơi nặng nặng tay xong mình rút ra là đất rồi nó đi theo cái tờ giấy nó đi ra ha. À, khi đó thì cái đầu banh me nó sẽ sạch. Đó. À, mình lấy vòi hơi xịt nó cũng không chắc cứu bằng là mình lấy tờ giấy như vậy đâu nha mọi người nha. Đó, mình cứ để tờ giấy, giấy A4 hoặc giấy vỡ viết vẫn được. Rút ra một cái là cái đất rồi nó bám theo cái tờ giấy A4 này nó đi ra. Thì cái đó mình vệ sinh nó sẽ sạch hơn đối với cái loại mà 0 đến 25 này ha. Xin lỗi mọi người. Tay nó vướng cái cần. Đó. Rồi cái cây này thì cũng rất là nhẹ nhàng ha. 250.000 một cây. Rồi đến mã số 6. Mã 6 là một cặp banh me. Cặp banh me này là từ 0 đến 25 và 25-50 thì cái độ chính xác của nó là 1 phần ngàn 0.001. Đó, cây 025 nè. Rất là nhẹ. Vạch số rõ nét. 0.001 thì mình dùng rất là dễ để đo. Ví dụ như là cái này nó khoảng là 21.5. Chưa tới 21.5.
Đó thì ở đây là 21.49 rồi. Thì mình muốn biết là 49 mấy thì mình sẽ nhìn lên những cái vạch trên này. Bây giờ cái vạch nào trùng thì mình là sẽ lấy nó nha. Đây là đang là vạch giữa số 2 và số 3 là ấy, giữa số 4 và số 2 là số 3 nha. Đó. Số 3 đang trùng. Thì mình xác định đó là 21.493 nha. Đó, rất là dễ ha. Dễ hơn cái loại 1% như vậy, 1% như vậy mình phải chia vạch ra, ví dụ như đây là 15.305 ha, ví dụ vậy, nhưng mình phải chia cái vạch này làm đôi. Còn cái này thì nó có vạch sẵn rồi, mình chỉ cần nhìn cái vạch nào trùng là mình lấy vạch đó ha. Đó. Rồi một cây 2550. Cây này thì cũng phiên bản đặc biệt 0.001 luôn nha. Hai cái này đều là 1/1000 hết, chứ không phải 1%. Cái này 1/1000, cái này 1/1000 luôn. 2550 1/1000. Rồi cái này á thì con cóc nó sẽ không có kêu cọc cọc, nó không kêu cạch cạch mà nó tuôn luôn nha. Mình vặn đến thì nó sẽ chạy luôn chứ nó không không kêu. Mà mình vặn ngược lại thì nó sẽ bám nha. Ở trong này nó có một cái vòng lò xo như vậy nè. Nó giữ trong này, nếu mình vặn ngược lại lò xo nó bung ra. Đó, còn vặn vặn xuôi chiều lò xo thì nó tuột nha. Đó. Cái loại này nó không có kêu cọc cọc như là cái loại bên đây, nó không kêu cọc cọc, không có con, không có cóc. Mà ở trong này nó có một cọc lò xo nằm đây. Mình vặn cùng chiều với cái lò xo thì nó sẽ ôm cái lò xo lại thì nó chạy luôn ha, còn mình vặn ngược lại cái cạnh lò xo nó bám ra mà nó hả ra ha, đó là nó sẽ bám. Rất đơn giản vậy thôi. Cái cơ cấu nó như vậy. Và cái loại này đo nó cũng rất là nhẹ tay nè. Đó. Rồi, cái dưỡng 25 đó, em đo thử cho mọi người xem. Đó, thực tế thì cái này mình phải vệ sinh hai cái đầu đo với cái lại cái đầu của cái block cái dưỡng trước. Đó, thì khi mà mình vặn tới thì mình chỉ cần vặn về mình thấy nó tuột là nó sẽ có. Đó, là ok ha. Cái này là do ở trong này bị dơ, nó bị lệch một chút xíu đây ha. Mình vặn nó tuột vậy là ok. Một cặp như vậy là 900 ngàn nha. Cặp mã số 6. Đến mã số 7, một cái thước đo sâu của hãng Canon 150 ngàn. À, cái thước này đo sâu ha. À, cái này thì em chỉ test đơn giản cho mọi người xem thôi, chứ thực tế test như vậy nó không đúng. Đó. Thước cũ nha. Đo sâu từ 0 đến 150 mm, vạch số thì cũng còn hơi rõ rõ thôi, không rõ lắm. Đó, dành cho những bác mà mắt còn sáng nha, chứ còn mắt mà hơi kém là nhìn vào đây là một hồi là hoa mắt luôn. Rồi 0 đến 150 mm, cái u xích trên này là 0.05, 1/20 tương đương với là 0.05. Mã số 7 150 ngàn. Mã số 8, một cái thước kẹp mà 1.5 tấc 250 ngàn, MiTuTuYo. Cái thước này thì còn đo ok luôn. Hôm bữa em bán cái thước này 300 ngàn đó mọi người, giờ em hạ xuống còn 250 ngàn à. Đó. Thì bác nào cần thước 150 thì liên hệ mua cây này cũng còn khá là ok. Đó. Cái mặt trước này nó hơi chạy chạy xước xước vậy thôi, nhưng mà nó vẫn còn rất là rõ và cái thước nó còn khít nha. Đó, đo chuẩn 250 ngàn, rẻ hơn cái thước Trung Quốc luôn nha mọi người nha. Mã số 8, 1.5 tấc. Rồi tạm thời cái dẹp nó bớt đi. Rồi tiếp theo là mã số 9 nha. Mã số 9 ở đây em có một cái đế từ. Cái đế từ này là đế từ của hãng Fuji nha. Đó. Nó còn về, nó còn dính ba cái nhớt nhau này, em chưa vệ sinh. Ngày mai trước khi gửi đi thì em sẽ vệ sinh sơ sơ đi cho nó sạch sẽ. Chứ để vậy gửi đến tay khách hàng thì nhìn nó kỳ quá. Rồi cái đế này thì hoạt động ngon nha. Đế này là rồi vừa về ngày hôm nay luôn. Đó. Đế này là nó đang nằm trên máy, một cái máy phay đó mọi người, nó nằm trong cái máy phay luôn á. Mua được cái đế này ở trong cái máy luôn, cũng không có rẻ. Người ta mua cái máy về, có cái máy phay về thì có cái đế này, họ lấy họ bán 1.3 triệu cái đế này nè. Em mua về em bán lại cho mọi người 1.5 triệu nha. Đó,
1,5 triệu một cái đế này, đế robot của Fuji Nhật, một cái đồng hồ so Mitutoyo 2046S. Nó có cái tai sau lưng này rất là tiện lợi để mình bẻ tới bẻ lui vậy ha. Rồi nó có thêm một cái nữa là cái núm này để mình chỉnh cho nó ngã nghiêng ha, chỉnh tinh đó, đó chỉnh tinh vậy đó. Rồi cái đế này là đế robot, thì mình chỉ cần mở một cái van ở đây thôi thì ba cái khớp này nó đều lỏng hết ha. Đó, mở một cái khóa đây thôi, rồi khi mà mình siết lại, mình siết một cái ở đây thôi là ba cái khớp đều cứng hết ha, cứng nhắc ha. Đó, chưa chặt lắm. Rồi siết chặt vậy thì nó sẽ không có, đó mình phải bẻ một cái lực mạnh thì nó mới xoay được nha. Đó, cũng không được, khớp bên dưới rất cứng nha, phải vẽ một cái lực khá mạnh nó mới xoay được, nó không thể tự xoay được đâu. Đó, khi mình nới ra thì tất cả ba khớp này đều lỏng ra. Đó, tất cả ba khớp này đều lỏng. Đó, để mình dễ dàng thao tác nha. Cái đế này thì dùng ngon hơn là cái đế kia rất là nhiều ha. Rồi 1,5 triệu cho một cái đế và cái đồng hồ so này luôn. Mã số 9. Mã số 10 ở đây em có một cái mâm cặp. Thì cái mâm cặp này là của hãng Victor nha, hôm bữa em cũng bán rồi. Bên đây thì vẫn còn một cái Victor. Thì cái mâm này nó bị mất hai con ốc âm ha. Mất hai con ốc âm này. Ốc âm M6 nha. À, ốc âm với lục giác 6 như nó là M10 hay sao? M10 M12 gì đó. Rồi. Cái mâm thì nó rất là nhẹ nhàng ha. Xí ra xí vô rất là nhẹ nhàng. Cái đường kính mâm là D100 nha. Đường kính lỗ là 32. Đó, mình có hai cách gá ha. Một cách gá là mình định vị trong đây. Rồi mình xiết bốn ốc này vô thì nó còn bốn cái con ốc định vị xiết này vẫn còn nè. Nhưng mà cái con ốc âm này á bị mất rồi, mọi người về phải mua thêm con ốc khác gắn vô. Con này nó đạp vào thì nó sẽ bung con này ra. Đó, thì cái con này nó sẽ đẩy ra như vậy. Đó, nó đẩy vào cái chốt này ha. Đẩy vào cái trụ giữa này ha. Hoặc là mình dùng mặt bít ha. Mặt bít. Rồi mình làm một cái đường kính để định tâm cái này nữa thì nó sẽ ngon hơn. Đó, cái mâm này em bán là 1,1 triệu nha. Mất hai ốc âm. Để ở trên đỉnh này thấy có dấu mài mài. Cái này, cái mâm cặp này á, chủ yếu người ta sử dụng để người ta mài trên những cái máy mài mũi khoan đó mọi người. Đó, mâm 6 chấu của hãng Victor nha, D100. Cái này kẹp cũng khá là chắc, những cái vật nhỏ nhỏ tầm phi 30 đổ về kẹp rất là chắc nha. Đó. Thực tế thì nó kẹp được tới khoảng đường kính 50 nha. Đó. Thực tế là mình mở hết ra thì nó kẹp chắc á, là đường kính 50. Là mới vừa cái cạnh này nó vừa bám hết cái bánh răng xoay bên trong này nha. Đó là 50. Còn mình mở ra nữa vẫn được, nhưng mà mình không nên kẹp mỏng quá, nó sẽ bể cái phần mâm cái mâm xoay trong đó ha. Đó. 50. Nhỏ nhất hình như nó là tầm 3 ly á. Rồi 1,1 triệu cho một cái mâm số 10 này ha, nó bị mất hai ống âm. Rồi mâm số 11 là 1,3 triệu nha. 1,3 triệu. Cái mâm này thì đầy đủ nè, ốc đầy đủ hết. Đó. Vô mở bò rồi ok. Thì có một cái cháu này cũng bị mài lẹm nè. Cái này là người ta mài đá nó vào thì nó bị có một cái dấu ở đây thôi. Và hai cái hai bên. Đó, còn lại là sử dụng bình thường ok ha. Này xoay nhẹ nhàng. Những cái mâm này về thì không có cái tay mở nên em sẽ dùng cái đuôi của cái cây taro này nè, nó là 6.5. Cái vuông này vuông 7 ha. Dùng cái đuôi của cây taro này mình vặn phà luôn. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Sao mày nó vướng này hoài ta. Rất là nhẹ nhàng. D100. 1,3 triệu nha, mã số 11. 1,3 triệu cho một cái mâm này. Mã số 12. Số 12 là mấy cái cán nối để mình lắp dao nha. 32 ra 10 ly. Đó, lỗ này lỗ 10. Ngắn ha, cái này nó tầm khoảng
120. Rồi cái này là 145. 32 ra MT1. Đó. 32 gắn bộ khoang MT1 ha. Rồi một cái 32 dài 200 nha. Cái này mình lắp cái cán nó móc lỗ phi 10 vô đây ha. Nó nối ra. Rồi một cái 32 phi 16, gắn cán phi 16 nha. Rồi 32 phi 20. 32 phi 16 luôn, xin lỗi mọi người. Hai cái phi 16 luôn nha. Hai cái này cùng size luôn. Đó thì 5 cái này là 500.000 nha. Mã số 12 5 cái 500.000. 100.000 một cái ha, cái này đã nhiệt luyện rồi nha mọi người nha. Nhiệt luyện rồi nha. Đó mọi người đi gia công một cái này 100.000 thì tiền phôi nó hết 100.000 rồi nha. Tiền phôi là 100.000 chưa tính tiền gia công thì nhiệt luyện. Đó. Tiền hao mòn tun nha. Đó thì 5 cái này là 500.000. Mã số 13. Cũng là hai cái cán nối phi 25. Một cái là MT1, một cái là phi 10 nha. Đó, cái phi 10 là để gắn cái cán móc lỗ ha. Hoặc là gắn cái mũi khoan gì đó. Gắn mũi khoan 10 ly. MT1. Rồi hai cái này là 200.000 nha. 25. Được cái 25 ha. Đó. Rồi một cái 40 ra 20 ha, 40 ra lỗ 20. Cái này 150.000 thôi. Đó, 40 ra cái lỗ 20 rồi dài 200 nha. Rồi một cái áo côn 3 ra 4 nha. 3 ra 4 thì cái này cái ngoại hình chỗ này nó hơi xấu xấu hơi chày chày nên em bán cho mọi người 100.000 thôi. Đó. 3 ra 4 100.000. Mọi người không đi đâu mua được cái áo côn này 100.000 đâu nha. Đang là bãi người ta cũng không bán 100.000 đâu. Tại cái này hôm bữa có hai cái á, em bán một cái kia rồi còn cái thôi bán rẻ cho mọi người để mọi người sử dụng nha. Mã số 15 100.000. Chứ cái này đi ra ngoài người ta bán cũng không có giá 100.000 đâu. Em đi mua cũng không được giá đó. Rồi tới mã số 16 là bốn cái bộ pin gâu này. Em sẽ quay xa xa chút xíu rồi. 4 bộ này là 5 triệu nha. 5 triệu thì cái pin này nó giá nó khá cao. Mua hàng bãi nó cũng khá cao nha mọi người. Rồi, ở đây có là 0.3 cho đến 1.525. Sao mấy đụng cái này biết ta? 1.3 đến 0.3 đến 1.525 thì thiếu cái 1.005 nè. À 1.050 này. 0.475 thiếu hai cái nha. Thiếu 0.45 với lại thiếu 1.05. Đó. Một hộp ha. Hộp số 2. Đấy, là cái hộp này 1.55 đến 6.275 nhưng mà thiếu cái hộp này thiếu rất là nhiều nha. Để em đếm thử coi thiếu nhiêu cây những cái hộp này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hàng. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. 17 hàng là 181. Đó. Là đâu phải. 11 hàng đúng rồi, 181. Phải không mọi người? 10 hàng là đã là 170 rồi. Với cái lại cái này 17 cái nữa. Đó, 100 gần 190 nha. Thì thiếu 2 nè. 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Ồ, cái hộp này thiếu rất là nhiều nha. Nó chỉ có mấy cây thôi. Đó, nó thiếu rất là nhiều luôn. Và có mấy cây nó còn lọt vào bên trong này nữa nè. Thì cái này bên Nhật về người ta sử dụng thì nó thiếu rất là nhiều. Đó, cái này mọi người mua về cần cái size nào thì dùng cái size đó thôi, chứ mà bây giờ nó thiếu vậy đi tìm đủ size này rất là phê. Đó là hộp này
rồi đến một cái hộp là 6.3 đến 9.75 hộp thì đủ hơn, nó cũng thiếu nhưng mà nó đủ hơn cái hộp kia chút xíu. Thiếu này 2 nè, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 cây, thiếu 26 cây. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 140 cây, thiếu 20 mấy cây. Đó, thì những cái bộ pin vai như vậy nè mọi người nè, mọi người mua mới một hộp này á, nó tầm khoảng đâu đó tầm 20 triệu nha. Đó. Cái giá mà mình đặt ở Việt Nam mình để người ta đưa về tới đây á, tầm giá đó, hàng mới, nhưng mà không phải là đặt một cái là có liền nha mọi người. Mấy tháng mới về tới đây. Cái pin này là pin chuẩn luôn, ví dụ như cây này là 9.550 là nó đúng 9.550 luôn. Pin chuẩn nên là giá nó rất là cao. Pin gold. Rồi một cái hộp này từ 1.55 đến 6.275. Đó, có mấy cái thiếu người ta bỏ miếng ốc ở đây luôn nè. Thì hộp này cũng thiếu cũng khá là nhiều luôn ha. Đó. Mọi người mua 5 hộp này thì 4 hộp 5 triệu nhưng nó thiếu nhiều, nhưng mà với cái giá này thì không có cao đâu nha mọi người nha. Tại vì khi mình cần đến một cái chốt mà nó chuẩn như vậy thì mình mua cũng khá là nhiều tiền ha. Đó, trong cái đó cái này là để mình kiểm những cái lỗ nhỏ nhỏ nha. Đó. Này để mình kiểm lỗ. Rồi, 4 hộp này là 5 triệu nha. Rồi. Mã số 17. Hai cái dụng cụ để mình lắp lên máy mình sửa đá ha. Đó, sửa đá theo viên dạng thì hai cái này là 1,5 triệu nha. Hai cái này giá là 1,5 triệu. Nó sẽ lắp vào cái rãnh băng cá trên máy. Đó, cái rãnh này nó khoảng tầm 120 nha. Đó. Thì cái này là để mình mình lắp những cái đầu sửa đá lên đây ha. 11 ha. 1 ly. Bên đây 12 ly. Này 11 ly. Đó, hai này 12, chỗ này 12 ly. Sao chỗ này có 11 ly? À, nó có cái nước sơn ở đây. Rồi thì cái này á là mình sửa biên dạng nha, sửa đá theo biên dạng hoặc là sửa thẳng ha. Rồi còn cái này là sửa theo cung tròn nè. Cung tròn thì mình có thể sửa nửa đường tròn hoặc là sửa một nửa. Nó có những cái cử này, cái cử này đầy đủ luôn nha. Cái cử này nó có đầy đủ nè. Đó. Rồi trên này nó có u-xích luôn. Một cái u-xích trên này là 0.01 nha. Đó, để mình chỉnh ra vô vậy ha. Đó, để mình sửa đá. Này là sửa theo biên dạng luôn nha. Đó, hai cái này là phù hợp để mình sửa những cái viên đá mài. Đó, còn mấy cái này là mấy cái cử, đầy đủ cử hết, không thiếu cái gì hết. Đó, một cặp sửa đá này là 1,5 triệu nha. Hai cái này nó nặng khoảng tầm 10 kg á. Đó, hai cái này. Cái này thì cái lỗ nó là lỗ 12 nha. 12. Đó, để mình lắp những cái đầu sửa đá vào đây. Mình sửa ha. Rồi hai cái sửa đá là 1,5 triệu nha mọi người nha. Mọi người ai cần cái nào thì liên hệ em nha. Video của em đến đây là kết thúc nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người nha. Em chào tạm biệt mọi người.